Trung Quốc hiện là đối tác thương mại, thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, đồng thời là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ. Việt Nam luôn là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 8 của Trung Quốc trên thế giới. Do vậy, hoạt động xúc tiến thương mại đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường này luôn được đặc biệt quan tâm. Tại buổi giới thiệu thông tin Hội chợ quốc tế nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 7 CIIE 2024, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, hội chợ năm nay dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm 2024 với quy mô trên 300.000 m², thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ 154 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sự kiện này có ý nghĩa kinh tế, chính trị quan trọng, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa chính ngạch, mở rộng kênh phân phối sản phẩm tại thị trường Trung Quốc. Cục Xúc tiến Thương mại cam kết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia tích cực các hoạt động chính của hội chợ CIIE 2024, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ để đạt kết quả cao nhất. Được biết, hội chợ CIIE do chính phủ Trung Quốc chủ trì, tổ chức thường niên tại thành phố Thượng Hải bắt đầu từ năm 2018, nhận thấy vai trò của hội chợ CIIE có ý nghĩa thiết thực trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển thị trường xuất khẩu bền vững tại Trung Quốc. Cục Xúc tiến Thương mại đã tổ chức cho đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia thành công liên tục 6 kỳ hội chợ CIIE.